lại nha. Chào cả nhà, Thái Lý đây. Trong những video trước, mình đã giới thiệu cho các bạn bài tập kiểm soát bóng hay những cái động tác nhồi bóng cơ bản ở level 1. Thì có rất nhiều bạn đã yêu cầu mình là làm tiếp cái video mà những cái động tác level 2. Thì thực chất cái level này là do chính bản thân mình nó sáng tạo ra, cho nên nó sẽ không phải một cái quy chuẩn gì mà các bạn có thể tìm ở nơi khác trên mạng. Thì đến với cái level 2 này, mình nghĩ nó cũng sẽ chỉ khó hơn cái level 1 một chút thôi. Tại dù sao nó cũng chỉ là những cái động tác từ level 1 kết hợp lại với nhau và thành level 2. Tuy nhiên là cái cường độ của nó, mình tin rằng nó sẽ nặng hơn rất nhiều so với khi các bạn làm ở level 1. Thì hãy nhớ, trong cả quá trình tập luyện của mình, luôn luôn cố gắng đạt được cái hiệu suất cao nhất và cố gắng giữ được cái tư thế của mình nó ổn định, không được sai tư thế đứng. Đấy là cái quan trọng tối ưu nhất để các bạn tập kiểm soát bóng. Tất cả bài kiểm soát bóng, dù các bạn có làm tại chỗ hay là các bạn có di chuyển sau này, thì nó cũng đều rất quan trọng. Ok, thì sau cái level 2 này, mình tin là sau này sẽ có level 3, level 4 nữa. Tuy nhiên, level 2 này rất quan trọng bởi vì nó bắt đầu đánh dấu cái mốc các bạn có thể kết hợp những cái động tác lại với nhau và phát triển nó thành combo. Rồi, và bây giờ sẽ bắt đầu ngay video. Ok, let's go! Broadway, always look both ways, even on a crossway. Driving down Cross Bay, our town Barclays. Really on big tanks, came up a small way. Championship rings, baby, that's a ball game. Oh, she want a little bag, baby, that's small change. Yeah, that money talk, if we ain't cool, then cut me off. No breaking news, don't run your mouth. Thought it was the plug, now he running off. Thought it was a plug, now he running off. What you gonna do, where you at, who you with? You ain't really about this, don't talk about don't it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about don't it. Real eyes, real eyes, real eyes. All the time, stand on it, if we said it, we don't walk around it. Loose lips, sink ships, red cup, blue strips. New phone, who this? No, we don't allow we it don't. Whoa, whoa. Don't do that, we the best coming out of BK, I thought you knew that. Step up in the function, all these women like who that. Got me looking like money, yeah they love me, yeah true that. Big racks, new bag, new swag, we ain't cutting no slack. Why they mad, don't do that. See them coming, no mad, 6 feet, move back. How we got it, don't ask, don't do that. Nah, cause they ain't never put us on. Now they wanna come around and see what's going on. Nah, and
we don't follow protocols. We some kings like sis, no waterfall, ISO. What you gonna do, where you at, who you with? You ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Real eyes, real eyes all the time. Stand on it, if we said it, we don't walk around it. Loose lips, ink ships, red cup, blue strips. New phone, who this? No, we don't allow it. Came up
for nothing, now we're making plans. Yeah. Just picked up some bands, just picked up some bands. Tell her, ask it questions, why? When I'm coming, why? Yeah. On the run like a runaway. Only way is the money way. New chain, no jewelry. Yeah. No games, don't fool me. No. 21, been a boss. Play the game, pay the cost. Heard your rolly tick tock. Need to get another watch. Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. Just picked up some bands, vừa xong là những bài tập nhồi bóng ở level 2. Các bạn cảm thấy như thế nào? Có làm được những động tác đó không? Nếu các bạn cảm thấy những bài tập đó quá dễ hay là quá khó đối với mình thì hãy nhớ để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận cho mình biết là bài tập đó nó phù hợp hay không phù hợp với các bạn. Các bạn có ý kiến đóng góp gì ở những level sau thì các bạn cũng hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình. Chia sẻ video này cho đồng đội của các bạn để họ có thêm nhiều cái động tác mới hơn trong cái khả năng đập bóng của mình. Một lời nữa trước khi mà chia tay video thì mình muốn nói với các bạn là hiện giờ ở cả đất nước chúng ta đang có một cái dịch nó rất là căng thẳng ở cả miền Bắc lẫn miền Nam. Cho nên mình muốn các bạn hãy sử dụng nhiều những cái bài tập ở nhà như thế này để tập luyện, hạn chế việc ra đường, tại vì đó là một cái việc rất là nguy hiểm cho cộng đồng, cho xã hội, và nó cũng rất là khó để cho chúng ta có thể phục hồi lại cái thời gian yên bình ngày xưa, ngày nào chúng mình có thể đi chơi bóng rổ, đi ngoài đường thoải mái. Thì lời khuyên là hãy ở nhà, stay safe, ok. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.